chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, khối không khí lạnh khô vẫn đem đến cho các tỉnh Bắc Bộ thời tiết những ngày cuối thu khá ổn định, với tiết trời khô ráo, hầu như không mưa, ban ngày trời nắng nhẹ, tối và đêm se lạnh và dễ chịu. Sang ngày mai, thời tiết tiếp tục duy trì trạng thái nắng nhẹ vào ban ngày, với mức nhiệt cao nhất trên toàn khu vực dao động từ 26 đến 28 độ. Vào trưa chiều, nhiệt độ có thể tăng nhẹ thêm từ 1 đến 2 độ nữa. Tuy nhiên, độ ẩm trong khoảng từ 50 đến 60%, nên quý vị sẽ cảm thấy khá hanh khô. Dự báo xa hơn, trong những ngày tới, khối khí lạnh khô liên tục được bổ sung. Vì vậy mà thời tiết các tỉnh thành Bắc Bộ sẽ tiếp tục duy trì ổn định trong ít nhất là từ 3 đến 4 ngày nữa. Trời tiếp tục khô ráo, không mưa, ban ngày có nắng, với nhiệt độ phổ biến là từ 26 đến 29 độ. Về đêm và sáng, trời sẽ duy trì trong ngưỡng lạnh với nhiệt độ dao động từ 19 đến 22 độ, vùng núi có nơi thấp hơn. Sau đó, từ ngày 31 tháng 10 cho tới những ngày đầu tháng 11, khi trời chuyển ít mây, thì nhiệt độ ban đêm sẽ giảm thấp. Trời chuyển rét về đêm và sáng sớm, khi nhiệt độ lúc này chỉ vào khoảng là từ 17 đến 20 độ, vùng núi có nơi thấp hơn. Vì vậy, quý vị lưu ý khi lưu thông trên đường vào sáng sớm, cần có áo khoác nhẹ để tránh gió và nhiễm lạnh. Khá tương đồng với thời tiết ở Bắc Bộ, khu vực Bắc Trung Bộ gồm các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh trong 3 ngày tới vẫn duy trì kiểu thời tiết ít mưa, tiết trời hanh khô, đêm và sáng trời lạnh. Ban ngày khu vực này có xuất hiện nắng nhẹ với nền nhiệt cao nhất trong ngày duy trì trong khoảng là từ 27 đến 30 độ. Từ ngày 31 tháng 10, nhiệt độ ở khu vực này cũng có xu hướng giảm nhẹ khoảng 1 độ. Đối với các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ từ Quảng Bình trở vào đến Bình Thuận, mưa dông cũng chỉ xuất hiện ở vài nơi. Vào ban ngày trời có nắng với mức độ vừa phải, nền nhiệt không cao, ở ngưỡng là từ 29 đến 32 độ. Lưu xuống phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đang dần bước vào mùa khô nên mưa đang giảm nhanh. Trời chủ đạo là nắng với thời gian nắng kéo dài hơn. Nhiệt độ ban ngày ít biến đổi với mức nhiệt cao nhất vào khoảng từ 28 đến 31 độ ở khu vực Tây Nguyên và từ 31 đến 34 độ ở Nam Bộ. Chỉ lưu ý tại khu vực Tây Nguyên về đêm và sáng trời sẽ se se lạnh với mức nhiệt chỉ vào khoảng là từ 18 đến 21 độ. Thời tiết trên biển do ảnh hưởng của không khí lạnh trên khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm huyện đảo Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động. Đối với khu vực Nam Biển Đông, bao gồm huyện đảo Trường Sa, thì thời tiết tốt hơn với gió Đông Bắc ở cường độ trung bình. Sang đến ngày 30 tháng 10, do ảnh hưởng của bão Yutu nên ở phía đông khu vực Bắc Biển Đông cần đề phòng gió mạnh dần lên cấp 8, cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 14, cùng khả năng có mưa dông mạnh, rất nguy hiểm cho tàu thuyền. Về cơn bão gần Biển Đông, bão Yutu hiện đang di chuyển theo hướng Tây Tây Nam. Dự báo trong 24 giờ tới, bão giữ nguyên hướng di chuyển và mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km. Đến 7 giờ ngày 30 tháng 10, vị trí tâm bão ở ngay trên đảo Luzon, Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 13, giật cấp 15. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, giữ nguyên tốc độ di chuyển. Đến 7 giờ ngày 31 tháng 10, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 570 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão giảm nhẹ một cấp, giữ cấp 12, giật cấp 14. Sau đó, bão giữ nguyên hướng di chuyển Tây Bắc và tốc độ đi chậm hơn. Đến 7 giờ ngày 1 tháng 11, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 420 km về phía đông bắc. Lúc này, bão mạnh khoảng cấp 11, cấp 12, giật cấp 14. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin tiếp theo về cơn bão Yutu trên các bản tin thời tiết tiếp theo. Mời quý vị theo dõi. Còn bây giờ, bản tin thời tiết cuối ngày 29 tháng 10 xin được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.